Tiếp theo là danh sách 11 đồng chí trong Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025. 1. Đồng chí Bùi Thế Cử, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy. 2. Đồng chí Lê Văn Hưng, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy, ủy viên kiêm chức Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy. 3. Đồng chí Đào Văn Sơn, Tránh Thanh tra tỉnh, ủy viên kiêm chức Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy. 4. Đồng chí Bùi Tiến Duy, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Tiên Lữ. 5. Đồng chí Đỗ Phú Xuyên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. 6. Đồng chí Doãn Trung Phúc, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng phòng Tổng hợp cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. 7. Đồng chí Đỗ Tiến Thái, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng phòng Nghiệp vụ 1 cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. 8. Đồng chí Vũ Xuân Học, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng phòng Nghiệp vụ 3 cơ quan Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy. 9. Đồng chí Đỗ Quang Trung, phó trưởng phòng nghiệp vụ 1, cơ quan Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy. 10. Đồng chí Đặng Hoài Nam, phó trưởng phòng tổng hợp, cơ quan Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy. 11. Đồng chí Lương Thị Kim Lý, phó trưởng phòng nghiệp vụ 1, cơ quan Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy.